17, 18 đó ha, đẩy nước tuốt biệt trái khỉ ho còn gái ở dưới á, phải lội xuống trái dưới chanh cho mấy cái đu. Dạ có nghĩa là cô Tư biết cái con nước ngày nào nhớ luôn. Nhớ hết trơn. Dạ. Cô Tư đi có thánh, gì thánh đất được bao nhiêu năm rồi? Từ đó giờ. cách nước lâu dữ lắm luôn rồi, hồi là mới có mấy tuổi hà, vợ trong gia đình Hình như cô Thu có bà thù. má bà mới đặt rượu á, Ừ. vậy mới đặt Để rượu mới đi bán, là mới xách nước từ cái sông đổ trong cái bồn đặt rượu Vậy là hồi nhỏ là cô là cái cuộc sống của cô gắn liền với cái cảnh mà đi xách nước về cho mẹ nấu rượu đúng không? cô nấu cho mẹ nào nấu Cô nấu xong bắt cô đầu nấu giờ nó rượu quen rồi đúng không? Ừ. Nó quen rồi cho nên giờ cô Tư là tối ngày là đi xách nước. Xách nước không Là mình lấy nước dưới sông mình nấu rượu hả? mình lấy nước dưới sông mình đem đổ vô cái bồn, giờ mình xới cơm xới đồ như gạo này nè, mua gạo này nè, giờ mình xới á, mua gạo á nó hơi xấu một chút, mình đem về mình xôi, mình đạp men ra mình để vô, rồi mình mới trộn, mình mới ủ, mới đặt rượu, rượu lấy hẹn để cho heo ăn, lấy rượu ra bán cho mày uống. Vậy là cô Tư có nghề nấu rượu đúng không? Nghề nấu rượu nấu hay lắm, nấu ngoài nó bằng, Nấu mà bao nấu nhiêu năm nếp cô Tư? cũng được luôn. Nấu bao nhiêu năm? Mấy chục năm rồi. Mấy chục năm nấu rượu đúng không? Mấy chục năm nấu rượu. Chờ ăn bữa cơm của cô Tư rồi. Trưa rồi, đói lắm nơi rồi. Cô Tư ăn cơm xong là cô Tư đi xách nước xong về nấu cơm ha. Nấu cơm cho con ăn mấy ha. Nữa nấu cơm nữa rồi. Thì con chưa ăn mà. Cô Tư nói ăn cơm xong cô mà Tư mày nấu. hãy miễn mà tao nấu cơm mày không ăn là tao đánh mày nha. Ok. Rồi chút xíu nấu cơm. Cô Tư ăn no xong cô Tư nấu cơm cho con ăn. Và tí con ăn một mình hả? Cô Tư có ăn mấy con không? Ăn luôn. Ăn luôn nha. Muốn tao ăn thì tao ăn luôn. Ok. Phải chứng tỏ cô Tư ăn khỏe phết nhỉ? Mà sao ốm chứ vậy? Nó phải chơi với con cái hộp cơm nó thấy mụn nậu thì ăn gì nữa. Thì nhưng mà con chưa được ăn. Để ra nước rồi uống một miếng coi. Đây đây đây. Mày muốn nào uống. Tầm biến là ăn chắc nước. Sao bảo nước này không uống được? Chai nước này uống được. À chai này thì uống được. Mà thùng này uống không được. À cái nước của cái thùng xanh xanh bự bự này là không uống được đúng không? Uống không được. À mấy chai nhỏ là uống được. Mấy chai nhỏ là uống được. À vậy là cô Tư uống nước tinh khiết được, còn nước mà giống kiểu làm là không uống được. Đúng không? Nước mấy ổng nấu á, mấy ổng đem lại á, uống không được. Uống không được. Không. Bây giờ là cô Tư uống nước suối được hả? Tưởng không có nói uống nước chai này được. Cái chai này thì uống được nhưng mà những cái bình lớn lớn như vậy là uống không được này. Uống không được mà sánh nước xong uống được. Rồi nước máy là chắc cũng không xài được. Nước cũng nước uống máy được bởi vì nước nó... máy xài được mà không có tiền để đông vô. À. Người ta uống cho vô. Ta nói có vợ có chồng vô mới được. À. Thì kiếm một ông nữa là về là có chồng ngay gì? Nhưng mà hợp. Tôi tối ngày biểu được kiếm chồng hoài trời. Thấy cô Tư ở một mình buồn. Cô Tư còn trẻ mà. Cái gì? Tao đã gần 70 tuổi trẻ. Mới hiền hay hiền? Mới có 65 tuổi. Tội nghiệp tao quá hiền. Trẻ hơn 90 mà. Trẻ hơn trăm để mấy tuổi hay vậy? 90 chưa phải là già. 90 mà chưa phải là già hả? Dạ. Vậy là hồi xuân phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Nó mô Phật. Mô trời. Bà Tư cũng vui tính nhỉ? Nói chuyện với bà Tư vui quá à? Thì có nghĩa là theo như nãy giờ cô Tư chia sẻ là cuộc sống lúc nhỏ cô Tư khổ lắm. Có đi học không con? Có. Nhưng mà khổ có lớp 5 ngày. Nên là cô ám ảnh luôn cái vụ đó tới giờ là cô tối ngày cô xách nước theo ý con nghĩ vậy. Đúng không? Ám ảnh cái việc mà hàng ngày phải đi xách nước. Nhớ hồi nãy cô đã chia sẻ. Bây giờ là những cái chai xung quanh nhà cô Tư đây, chai nào cũng là nước. Đúng rồi. Cô Tư sợ nước hết, cũng như giống kiểu là có thù với nước ạ. Đúng rồi đó. Biết làm sao mà ám ảnh không? Sao cô? Trời tiểu như phải hôm trước á. Tao xách ra. Cái mấy ông công an á, nó biểu dẹp đò bỏ đi. Dạ. Rồi một cái nam đổ nước. Tao giận quá, tao chửi mấy ông công an luôn. Tao nói đã nước chánh chứ không sạch sẽ rồi. Cực khổ. Mà lên đây cực khổ, giữa ca giữa đồ luôn. Giận chửi mày liền. Lung hủ rồi biểu đổ hết trơn đi, úp lưu rồi. Không phải đâu cô Tư. À, thứ nhất là người ta sợ là những cái ca, những cái chậu này này. Nước á, mình để lâu thì nó sẽ có loang quăng.
lăng quăng thì nó sẽ có muỗi, có muỗi thì nó chích người ta, chích người ta thì sẽ bị sốt rét. À. Tao hỏi mày nè, mày dòm cái thao nước nè. Cô Tư để lâu quá là nó sẽ thành ra là nó có lăng quăng. Có bữa nào, có khi nào mà được 3 ngày không? À, vậy là cô Tư xài nước mà dơ, dơ là bắt đầu đổ, đổ xuống sông sạch nước. À. Giữa thao sạch sẽ. Đổ xuống sông sách nước à. Mấy ông biểu dẹp hết trơn nước nó. Đấy là người ta lo sức khỏe của cô đấy, chứ không phải người ta ghét cô đâu. Nói thằng này nãy giờ xong nói cả buổi trời cho thằng này tội nghiệp tao quá. Tao tấm mình một cái ra tao hè ngồi quá. Bà ơi, con thấy, con thấy những cái chai nước mà nó ở trên cái khu mộ đây này bà Tư. Nó xanh, nó mọc rêu rồi này đó. À, những cái này là nó có ở muỗi trên này. Mã đó đó. Ừ. Tại vì nếu như này nó dơ quá trời hà. Dạ. Rồi mới đem chất trên mã mấy cái ca đó. À. Tội nghiệp tao quá tiếng ơi là dạ, tiếng. Dạ, tội nghiệp quá à. Mày với thằng Hiền bữa nay sao dần lân quá trời, dần lân đi thằng hồi. Cánh bảo là thấy bà Tư vui tính cho nên. Giờ một hồi kêu kiếm chồng kiếm đồ luôn, lung tung ban lãng xì ngầu luôn. Trời ơi trời, nó vô đây bữa nay nó dám kêu tôi là kiếm chồng đi. Ừ. Kẻ đẹp mà. Tại bây giờ hôm bà Tư. Kẻ ông nội cho trẻ. Tại hôm nay á, là con xuống á, là con có chở một ông theo. Con đang để ngoài xe kia. Để ngoài xe kia hả? Dạ, giờ mời ông kia vô. Dạ, một hồi nữa là con kêu ông vô đây ở cái lại với bà Tư. Cái gì? Ông ngủ lại đây không? Thôi cảm ơn. Con để bảo ông ở lại đây rồi con đi về. Ông có gậy ông chống cụm một cụm hả? Ông đang đứng ngoài đây ông chờ, ông bảo là gặp bà Tư hả? Ồ, bà Tư đẹp gái lắm. Ồ. Tội nghiệp tao quá tí. Con nói thiệt mà. Sao mày với thằng, mày với thằng mà thằng Tiến kia đó với thằng Quang Phạm. Ờ, cái đất này là đất nhà mình luôn hả? Đất của cô. À, đất của cô Tư luôn. Ừ. Vậy tính nhà cô Tư là đại gia đấy nhỉ? Ừ. Miếng đất rộng như thế này. Ừ. Tiền không hết đó. Vậy là cô Tư là đại gia ở khu này đúng không? Ừ. Tại vì miếng đất ở dưới á, bà già bà kêu bà nói thôi bây giờ á, mày ở mình nên mày hà. Dạ. Thôi mày bán cái miếng đất dưới đi, nữa nó không bán. Rồi vẫn là còn luôn. Ừ, vậy là bà Tư bây giờ có hai miếng đất. Ờ, rồi cái nhà là của bà già đó. Ờ. Bà già ở dưới á, bà già mới bán cái nhà ở dưới. Dạ. Bà già mới lên trên này mua miếng đất trên này. Dạ. Trên này người ta kêu bán bà miếng đất trên này mới bán cái nhà ở dưới. Bán nhà ở dưới bà lo tiền bạc, xài dưới hết trơn tiền luôn. Ừ. À, vậy cho con hỏi này, bây giờ mình không có con đúng không? Ừ. Con bây giờ mất hết rồi, chồng cũng bỏ đi rồi, mà giờ còn một mình cô Tư. Ừ, rồi về sau lỡ mai cô Tư mà qua đời thì cái đất này để cho ai? Ờ, phải kiếm chồng phải không con? Đúng rồi. Kiếm chồng với em kiếm đứa con nuôi phải không con? Đúng rồi, còn không vô làm ông nội mình luôn phải không con? Chồng thì làm ông cố con là ông nội. Con chưa nói bà Tư đã biết con nói cái gì rồi. Thì mình bởi vậy. Quá đỉnh thông minh. Ừ, đỉnh cờ chóp. Ừ. Quá thông minh. Chứ bây giờ thở rồi, nay không bá già bá tánh này đâu. Không, bây giờ con hỏi thật này, bây giờ nếu như bà Tư mà không có lấy chồng, không có con, ừ, thì đất này về sau để cho ai? Đất này sao á? Dạ. Để tiến như thế là mình mà lỡ không có qua đời đó. Ừ. Mình nhắm người nào mà thích hợp đó. Ừ. Mình giao miếng đất này cho người ta. À, giao miếng đất này cho người ta. Cái gì? Ha, giao cho hai thằng con được không? Giao cho hai thằng bay hả? Dạ. Đưa đây. Bao nhiêu tiền? 9 cây vàng. 9 cây. 9 cây là bây giờ là một cây là 55 triệu. Ừ. Đúng không? Ờ, 5945 là cứ tính là 5945 đi. Bây giờ 55 triệu. Bây giờ mày đưa 9 cây vàng đi. Ừ. Tao giao hai miếng đất hết trơn nhà cửa này cho mày luôn. Ừ. Rồi bà Tư lấy tiền làm gì? Tao lấy tiền đi mình ơi, tao đi mình ơi, tao đi kiếm đi nơi kiếm khác làm ăn. À, kiếm ông khác à? Cái gì? Đi xứ khác làm ăn làm ăn. Tại vì mày biểu tao mà. Cô Tư làm ăn gì giờ? Hả? Mình tính làm gì? Tính làm nghề gì? Tính làm nghề gì phải không? Dạ. Nói cho thằng này nó nghe rồi. Chứ nó cất nhà cất cửa đàng hoàng. Ừ, bán đất rồi mà cất nhà gì nữa? Cất nhà cất cửa đàng hoàng tử tế lên á. Dạ. Sửa cái nhà đó lại. Dạ. Chất đồ ra. Rồi là đàng hoàng tử tế để mua đá mua đồ. À. Đặng bán đá bán cát. À, bây giờ vậy này bà Tư, con thì con có ý kiến như vậy nha. Ừ. Bà Tư nghe xem được không nha. Ừ. Giờ kêu ve chai vô. À, mình cân hết cái ve chai này mình bán cho người ta lấy tiền. Ừ. Được không? Được. Chỗ này là nhiều tiền lắm này. Ờ, nhiêu? Được không? Đã khoảng rừng hả? Con nói khoảng chưa? Cái gì? 5 triệu rồi. 5 triệu hả? 7 triệu tao nói mày rồi, tại sao mày giải ra ngoài? 7 triệu hả? 7 triệu. Và bây giờ kêu người vào nếu mà được 7 triệu thiếu bao nhiêu con bù cho? Ờ. Nếu mà hơn 7 triệu
con lấy. Thì con lấy, còn đủ 7 triệu thì đưa cho bà. Ừ. Còn dưới mà 7 triệu thì con bù. Ừ. Ok không? Hứa nha. Hứa không? Ừ. Nha. Ừ. Dọn hết mấy chai nước luôn nha. Không có không? À, dọn cái chai trong nhà không hả? Thằng chai nhà không có dọn đó, bả đồng bia đồng đồ. Ý là chỉ cho mỗi cái đống đó à, đống đấy sao được? Đống đó cơ hơi trong nhà không có bán. Có nghĩa là phải cứ ở trong nhà và cả những chai nước này luôn này. Thôi không được. Ừ, con tưởng là cả cái nhà luôn đấy chứ. Không được. Còn chỗ đó thì độ 1 triệu bạc cái 2 không triệu được. Bạc. Chỗ đó 2 triệu thôi. Cái gì? Đống đó 2 thôi triệu. Cảm ơn. Không quan phạm á. Làm gì 3.000 ký. Bà Tư ơi. 3.000. Con nghe nói là bà Tư biết xem bói đúng không? Đúng rồi đó. Xem bói gì? Xem chỉ tay á. Đó coi chỉ tay nó rồi đó. Bà Tư rửa tay đi xong là bà Tư coi cho con mới được không? Coi giùm em đi. Cô Tư rửa tay đi. Cô Tư dẹp cái hộp cơm xong cô Tư. Nó đóng ngày quá. Vừa bốc thịt gà xong. Ừ, cô dẹp cái đó đi, cô Tư rồi. Xong là cô Tư coi dùng cho con mấy. Coi cho em nó có giờ khác được không? Ấy bà bè. Trời ơi là trời. Để xem đường công danh sự nghiệp như thế nào. Hiền ơi là hiền. Bây giờ mày với nó cái mấy bà nó hiền. Đấy, ý là bây giờ là bà coi dùng con xem là đường công danh sự nghiệp. Tao coi. Coi nhưng mà tao nói hai thằng bay buộc kiếm mấy bà. Con không muốn kiếm bà nào nữa. Thì bây giờ tao nói mà nghe nè, tao nói cho nó nghe rồi kìa. Ừ. Nó một mà một vợ á. Thì nằm giường tre. Hai vợ thì chảy keo su mà nằm. Ba vợ chảy chiếu vách mà nằm luôn. Rồi bốn vợ thì sao? Cô Tư rửa tay chưa? Rửa rồi con. Rửa tay coi giờ. Đây bà coi giùm con đấy nha. Coi gì coi không? Tay nào bà? Công danh sự nghiệp rồi. Rồi coi tay nào. Coi tay nào hả? Dạ. Nam tả nữ hữu đúng không? Đúng không? Nam mô Di Đà Phật. Tay con đây. Thôi, là tay phải. Đây tay trái này. Thôi trời, tao sợ mày quá trời đi. Thôi mày ở không cho vợ mày làm. Dạ? Vợ mày làm nuôi mày. Vợ mày làm nuôi mày. Ừ. À. Mày với thằng này nè. Có nghĩa là bọn con là giống cái ăn mới ở không mà để cho vợ nuôi. Ờ. Đúng không? Ừ. Nói gì nữa? Vợ không đi chơi. Ờ không đi chơi nhông. Nhông vậy đó hả? Ừ. Mà căn nhà thì cha mẹ đồ thì còn nhiều. Dạ. Cha mẹ đồ quên nữa, cha mẹ rồi em út đồ đông. Dạ. Rồi để cho em út nuôi cha nuôi mẹ. Dạ. Còn mày lông nhông đi chơi. Rồi là mày tối ngày anh mới đi phá làng phá xóm. Ờ, không đi chơi. Vợ mày thì đi buôn bán hay đi bằng ăn vậy tao không biết. Bạn trai của mày nè, bạn trai mày với nó. Tay con làm sao? Không? Tay con là sướng hay khổ? Thì nó sướng. Sướng hả? Ừ. Ừ. Rồi có tiền không? Có. Nhiều tiền không? Nhiều nè, chỉ tay nè mày thấy không? Ừ. Nằm ngay nè. À. Còn khi nào mà cái chỉ tay mày nó nằm gì nè, nó héo vô đây nè. Nó héo vô đây là không có tiền. Không có tiền. Còn nó đi thẳng đây là có tiền. Nó nghèo thẳng xuống tới đây là có tiền. Rồi con có mấy vợ? Thì mày muốn mấy vợ thì mày cứ việc mày đi kiếm đi. Tao đấm mày bây giờ. Tao đấm mày bây giờ. Coi cho con dùng thì coi rồi. Bây giờ muốn mấy bà? Rồi bây giờ là rồi đường làm của anh là sự nghiệp rồi. Bây giờ thọ là bao nhiêu tuổi này? Thọ hả? Ai biết mày. Nghe mày bất hiếu á thì mày chết sớm. À bất hiếu thì chết sớm. Còn không mày không bất hiếu á thì mày lo cho vợ cho con mày đàng hoàng tử tế đó. Mày lo trong gia đình đồ anh em đồ thuận hòa với nhau. Dạ. Đừng có làm ông làm ông cố nội bà cố nội của trong gia đình á. Thì nó không chém mày. Cũng như trong gia đình nè mày 10 anh em hay 11, 12 anh em hay là nhiêu 5-6 anh em gì đó. Dạ. Rồi anh em hòa thuận với nhau cha mẹ mà lỡ có qua đời rồi nó để gia sản lợi đó. Thì chia đều ra. Rồi về sau là giàu hay nghèo này? Đúng rồi, cái hậu giận á. Cái hậu giận mày hả? Dạ. Thôi tao không biết. Tao nói nãy giờ nó cả buổi trời nãy giờ rồi cái thằng này sao tôi mệt nó quá trời mệt đi. Tôi mệt mày với thằng Hiền quá trời đi. Đậu nghiệp tao quá kém. Thôi bây giờ đi nấu cơm cho con ăn này. Ha, bây giờ nấu cơm. Nước hả? Xách nước hay là nấu cơm? Xách nước đi. Bà Tư, bây giờ xách nước hay nấu cơm? Muốn xách nước thì xách nước, muốn nấu cơm. Cơm. Em dẹp cái này đó hả? Cô Tư phải đi xách như thế nào cho cả nhà mình nhìn thấy. Hàng ngày là cô Tư đi xách nước. Em cái bị đi cho chú Kha. Cô xách bằng gì cô Tư? Nè cái thùng này nè. Cái giường này mà các bạn mới chưa? Nhưng mà để nước nhiều quá mà nó sập xuống lên. Đó. Có khi nào cô múc nước ở dưới này cô xài không? Hả? Có khi nào múc nước ở dưới này xài không? Khi nào múc nước ở dưới đó xài không hả? Dưới nào? Dưới nào? Dưới cái đìa này nè. Dưới cái đìa đó thì nước lên đây nè.
Lên tới trên đây nè, lên tới đây nè. À, có là nước mà nó lên là lên đấy là xài. Còn lên tới trên đây nè, mưa nè, lên tới đây nè. Dạ. À, mưa lên đây đấy. Giờ là vẫn múc nước ở đây xài luôn. Mà ở dưới này nè, đổ luôn. Đổ vào luôn. Xài luôn, nấu cơm luôn. Ồ. Đổ chai này uống luôn. Trời. Không sao bệnh nhà. Bệnh gì? Bệnh ví dụ như thế là nước mưa trên trời rớt xuống mà. Rớt xuống nhưng nó mà trong cái... xanh mà. À. Giờ mày sao nước ở đằng đó nó lộ vô ngay sụn 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 luôn á. À. Nói với thằng Quang Phạm với thằng... Bà Tư xách nước cho con coi, bà Tư xách nước làm sao coi. Xách nước sao, xách nước sao. Ồ, xách bằng cái này hả? Ồ, có dạ, kiếm tỷ hả, mỗi ngày. Một lần cô xách bằng một xô đó hả? Một cái xô mà một hả? Một ngày cô xách bao nhiêu chuyến? Một xách bao nhiêu chuyến hả? Dạ. Nước dưới sông đổ đầy hết trơn, ba cái lưu, ba hũ, ba này, ba kia đầy hết trơn á. Dạ. Làm sao? Vậy xách nước hay làm sao đây? Xách nước cho con coi xem bà Tư xách làm sao coi. Dạ chú. Trời ơi nhà. Để xuống chung sông. Lần đầu tiên mình thấy một cái căn nhà mà nó nhiều đồ như vậy các bạn. Này bà Tư đi xách nước, mình đi theo bà Tư xem một ngày bà Tư xách nước như thế nào. Bạn nhìn thấy khủng khiếp không? 5 lít. Cái thùng đó là một lần xách được 5 lít mà trong khi đó thì nước ở trong nhà là nó nhiều như thế này rồi. Mà bà Tư vẫn đi này. Rồi dọc cái tuyến đường đi từ đây ra đến ngoài đường. Nó dài đến cả 100 mét đều là ve chai nước này, tất cả đều là nước hết các bạn. Trời ơi, hết cái lối đi luôn. Đi xách nước mà đi đến cả hàng cây số trời. Cái gì? À đây trời đúng ơi nó mùi gà thật cây số. Con thấy phải đến 500 mét này. Cây số nội trời cây số. Rồi. Ồ. Lấy nước sạch mới chịu nha. Nó vậy mày sao đây. Ai người ta không biết, người ta tưởng bà này siêng lắm. Dũng nó kêu mày đó phải không? Dạ. Kêu nó quen mày à? 100 mét hơn, 20 mét luôn. Cái gì? Nó mô đà thật. Đi rất là cực khổ luôn chứ phải giỡn. Cô Tư hình như là giống cả thần nước á, được mệnh danh là thần nước. Ám ảnh với nước á. Ám ảnh với nước cho nên trong nhà chỗ nào cũng nước. Cũng như nãy bên lớp trước cô chia sẻ đó. Dạ. Dọc cái nhà cô bây giờ nếu mà gom nước lại chắc là đổ là ngập luôn cả một cái. À lại xách vào đổ ở đó à cô Tư? Đúng rồi đây. Cái can nào mà nó hết là cô châm vô. Châm vô. Nó cạn thì châm vô. Rồi cô phải đi cô coi cái nào nữa, nó càng là cô thấy à, để ý để ý thấy à. Không là nhà mình biết đúng không, chỗ nào mà không có nước là mình biết đúng không? Đúng rồi. Trời ơi này, các bạn nhìn thấy cái nhà cô này. Giờ cái cánh đằng này nè, nó cũng chảy nè. Giờ mà giờ mình có đập chét nè nha. Đó, nó chảy nè, thấy chưa? Nó chảy hả? Là cô Tư phải dán lại đúng không? Nó chảy đó, lấy sình này nè, chét vô. Chét vô. Lấy sình, lấy đất thịt. Ồ, lấy sình, chét vô. Chét vô. Cho đừng chảy nữa. Chắc thì nó được mấy ngày cô? Một ba lát à. Lát rồi nó bung ra. Ừ, nó chảy sình ra. Có khi tối một ngày. Vậy bắt đầu ngồi chét nữa. Chét nữa rồi xách nữa. Xách nữa, đổ vô nữa. Lưng là đổ vô, lưng đổ vô. Đây nha, mình dành cho kỹ nha. Dạ, dành kỹ. Coi đang chét này nha, cái chét này nó đổ vô cho mày coi nha. Cô Tư đang chỉ kinh nghiệm là chét bình nước. Ừ. Những chai nước của cô chét ở đây vậy. Ừ. Gọi là thần ve chai, thần nước. Thần nước, thần ve chai.
Thấy chưa, mấy cái can này đầy nhóc hết trơn, thấy chưa, mấy cái can này hơi lưng chút rồi, thấy chưa. Thôi đổ vô đi xong vô nấu cơm cô Tư ơi. Cái gì? Đổ đi xong vô nấu cơm nè. Ờ, chừng chút đi. Giờ đổ vô đầy cái can này đi, về nấu cơm. Lấy cái đất sình xong chét cái đấy mà bị nứt bị bể ha. Thường là những cái keo đó là nó bể, người ta mới giục đó tí. Dạ, người ta giục xong mới nhặt về. Mấy cái can này người ta giục, người ta bỏ đó, mày biết không? Nó bể đó, người ta giục. Người ta bỏ với thùng này nó cũ nè, người ta bỏ đó. Vậy là ở đây là công an đã vô, là kêu cô về dẹp cái này rồi một lần rồi đó hả? Ừ, đúng rồi. Ừ. Công an biểu dẹp hết trơn, cái này nè, đổ bỏ hết trơn này, thao bọng đồ ru hủ, đồ bỏ hết trơn luôn. Nổi khùng cái đó, cái chửi. Chạy không? Chạy, đi ra luôn. Đổ một lần, chửi tới giờ luôn, không dám vô luôn. Nghĩ vô luôn. Rồi, ghét rồi đó. Giờ đổ vô. Dạ, đổ vô xong mình đi về, đi vô nấu cơm của Tư. Ừ. Chờ chút đi. Tao đổ vô rồi xuống dưới đầu rửa tay cái hả? Dạ, vô nấu cơm. Rửa tay ở đây đi. Cái gì? Mình rửa tay nước này luôn. Nước trên thùng đi ra hả? Dạ. Thôi cảm ơn, xuống sông rửa hả? À. Hả bá? Tao đánh mày bây giờ. Có nghĩa là phải xuống sông rửa mới được đúng không? Xuống sông rửa. Mà rửa là uổng tiếng. À. Tiếc. Chứ sông nước lớn chứ đi nghe múc nước trên này. Sẵn có tôi tắm luôn đây kìa, mình mẩy kìa dơ kìa. Thôi cảm ơn. Chiều mới tắm hả? Chiều mới tắm. Ngày hôm qua rẽ chiều té dưới sông á. Làm cái ảnh dưới sông á, đóng rông á. Nhấy xem cái đụng. Chân tay cô yếu, cô đi cô chừng nguy hiểm. Ừ. Rồi bây giờ đi rửa tay hả? À, như các bạn nhìn thấy thì xung quanh nhà bà Tư thì từ mồ mả cho đến bên trong nhà cho đến bên ngoài nhà thì bà Tư mấy chục năm nay là đi gom những cái ve chai, những cái chai nhựa mang về chất xung quanh nhà các bạn. À, không chịu bán, rồi bắt đầu mọi người có thuyết phục như thế nào thì bà Tư cũng không có chịu bỏ đi. Và dùng những cái chai này để chứa khá là nhiều nước các bạn. Như bạn nhìn thấy thì ở trong này thì chai lọ thì mình nhìn thấy là mình hoa cả mắt luôn. Đây. Bất cứ những cái gì mà chứa được nước là bà Tư dùng để chứa nước. Như bạn nhìn thấy thì ve chai nhìn vào chóng mặt luôn này. Trên những cái ngôi mộ chất cũng khá là nhiều nước luôn. Mà chất đến nỗi mà cái giường nó sập luôn. À, trong khi đó thì ở bên trong cái chỗ bà Tư ngủ ấy thì rác, ve chai, đủ thứ luôn các bạn. Mà cái điều mà mình sợ nhất là bà Tư thắp nhang cũng như đốt đèn cầy ở bên trong cái chỗ bà ngủ. Mà trong khi đó thì bên trong đó thì toàn rác không. Mình sợ lỡ mày có một ngày nào đó bà Tư ngủ quên, mệt quá ngủ quên. Thì bà Tư sẽ làm đổ cái đèn đó và bà Tư sẽ bị... thực sự là rất chi là nguy hiểm luôn các bạn. Đêm hôm mà lão mày nó đổ một cái, nó cháy một cái là thứ nhất là không những là bà Tư bị mà những người khác cũng bị luôn. Đấy, cứ đi xách nước về chất vào những cái bình, cái chai, cái lọ, chỗ nào có thể chất được nước là bà Tư chất. Bà con ở xóm này ai cũng vui lắm, nếu mà mình dọn được cho bà, là người ta cũng sợ. Nhưng mà ta không cho. Chung người dân ở đây cũng sợ lão mày có xảy ra hỏa hoạn. À, nước đấy nấu cơm đúng không bà Tư? Đúng rồi. À, còn ăn bữa cơm ấy còn đói lắm mày. Dạ ăn chút đi. À, xem cái lu này có lưng không để đổ vô. Công việc hàng ngày của bà Tư là kiểm tra các bình nước, xem bình nước có vơi không. Nếu vơi thì đi xách đổ vô. Dạ. Yeah. Chét đầy cứng ngắc rồi phải không? Chét vậy mà nó vẫn rột ha bà Tư ha? Ừ, đổ vô. Rồi, đổ vô. Ôi, khai nó tràn kìa. Xuống dưới xách thùng nước em lên. Thôi được rồi, tí nó xách tiếp bà Tư. Nhiều đó đủ rồi. Chết, chút xíu nó xách nữa ha. Dạ, xíu nó xách nữa ha. Ừ, rồi, bây giờ nấu cơm nha. Dạ. Nấu gạo nấu cơm sao? Nấu gạo nấu cơm. Đậy lại hả? Bà Tư khá là kỹ ha. Đậy lại để cho chuột bọ nó khỏi chui vô ha. Ừ, rồi bây giờ á. À, bà Tư có đồ ăn ở trong nhà, đang cất ở trong nhà. Có đồ Tư đang giấu ở trong nhà, có đồ ăn. Ồ, mình thấy có món gì gà quay hả? Gà quay thì không có. Nhưng mà có món gì bà Tư? Thì chờ một chút đi, tao đem gạo đồ xuống đi, vậy tao đem đồ ăn vô xuống. Dần, ha.
Vậy là bà Tư đang giấu ở trên mà con không biết. Không có giấu ở trên. Chờ coi. Coi đồ ăn nhà sao. Dạ, xem bà Tư ăn này. Đi lấy gạo, lấy đồ. Thấy khó khăn không đó. Đồ đặt phải để cho nó ăn trèo lên, lấy. Này, trong những cái hũ này này, nước tương, nước mắm này hết hạn sử dụng hết rồi. Bà Tư để trong đây luôn. Rồi những cái măng này, hay những cái gọi là củ cải, dưa muối. Đó, leo lên trên đó. Tối ngủ thắp đèn ở trên đó luôn. Cái gì mà làm được là ăn, đã nói ăn là làm. Nói chung là cảm thấy mà đang còn ăn được là ăn. Mà kể cả không còn ăn được thì bà Tư cũng ăn. Đúng rồi, ăn được rồi. Thế là lấy một lon gạo xuống để nấu. Nấu một lon thôi nha bà Tư. Đúng rồi. Có đồ ăn mang đây cho con xem với. Mấy cái chai nước tương hết hạn mà cứ nhặt về và bỏ đây. Tìm cái gì ba Tư? Tìm đồ ăn hả? Bột ngọt. À, bột ngọt. Bột ngọt, đồ ăn, gạo. Mỗi lần nấu ăn là phải leo lên để tìm xong rồi đi xuống. Có dưa muối này đúng không? Mấy cái bịch dưa mà người ta muối này, củ cải này, nước này, rồi chao này, mắm ruốc này, rồi cá muối này. Bà Tư cất kỹ bây giờ tìm nó cũng hơi khó ha. Ừ. Đâu có kỹ đâu. Không khó. À, bà Tư đi xuống đó. Đấy, đủ đồ rồi đó. Bà Tư đi xuống để mình xem đồ ăn bà Tư nhặt ở đâu về, cũng như bà Tư cất ở đây đấy. Đồ ăn về cũng cất khá là kỹ nha. Những cái đồ ăn mà người ta bỏ ngoài đường đó, bà Tư nhặt về, bà Tư cất kỹ lắm, cất để bà Tư ăn. Bây giờ chỉ có cho bà Tư đi đó. Đi đâu đó, xong mình rủ đi chơi cho chỗ nào đó. Ở nhà thì mình dọn thì may ra mới được thôi, chứ bảo mà để mà tự động mà thuyết phục bà thì không bao giờ được các bạn. Giờ chỉ có bà Tư đi lượm ve chai á, xong bắt đầu là mình mới rủ bà kiếm quán cà phê nó ngồi từ sáng đến chiều ấy. Còn ở nhà là một đội là đội chuyên dọn giống kiểu vậy á. Thì may ra mới dọn được cái chỗ này. Thấy bà la cái la từ sáng tới tối thôi. Cứ mình đi hả? Trong này lắm đếp thứ ngọt này nhiều lắm. Ồ, đồ ăn quá trời luôn hả bà Tư? Quá trời đồ dạ, ăn giúp đi. Dạ. Vậy là hôm nay được ăn bữa ngon rồi. Thì chờ đi. Chờ cái chỗ đựng tiền luôn. Chờ cái chỗ đựng tiền luôn hả? Ô, khéo té bà Tư. Dễ gì. Sao mình không mang bếp ra ngoài chỗ mát và mình nấu bà? Không được. Nó mưa hả? Mưa. À. Vậy nó ướt. Đây mang ra đây cho con xem những cái gì trong cái túi coi. Ừ.
lấy nồi bạn lấy nồi, lấy nồi để vo gạo. Đây đây xem cái gì đây. Hôm nay bà mới đi kiếm về đấy hả? Một quẹt nấu cơm. Một quẹt nấu cơm. Một quẹt mà mấy chục cái này hả? Một cái, một cái bóp hả? À, trong này là sữa hay cái gì đây? Ờ nè, cái nắp đây nè. Rồi cái này là cái gì đây? Cái keo gạo nè, cái đó bộ đường. À, rồi đồ ăn đâu? Con này bột ngọt. Rồi đồ ăn đâu? Đồ ăn đi. Giấu tủ ha. À, đồ ăn bỏ trong tủ. Nè. Tao cái gì đây cho con coi nè. Mướp nè. Ồ, cái gì đây? Khỉa nhà. Mướp người ta cho hả? Cái bịch này bịch gì bà? Đồ ăn. Ừ, hình như thấy con thấy có mùi gì á bà. Mùi dây nè. Rồi là lấy ra đi bà, lấy ra đi. Lấy ra đi để mình nấu luôn. Rồi, cái này chất lượng hồi nào đây. Này làm lâu chưa tư. Người ta cho. Rồi, cái này cái gì này? Nước chảy ròng ròng luôn hả? Ừ. Ồ. Cái này chả. Giờ cái bịch này mở. Chả giò. Mở con coi cái bịch này. Đồ ăn. Mở con coi cái bịch này coi. Con thấy thực sự là nó hơi nặng mùi á. Thì nó mùi. Ừ. Có dồi thì bỏ. Có dồi thì bỏ hả? À, còn không có dồi thì để. Đó nè. Cá kho hôm đó trước nè. Đó. Mua gì? Có dồi luôn, luôn rồi bà Tư ơi. Dồi đâu? Đó, nó mò lông gôm á. Bò đâu? Ừ. Nè, thấy không? Bà Tư thấy không? Thì mấy con nhỏ nhỏ này nè. Để cô hứa con là bỏ luôn. Trời ơi, nó mùi bà Phật. Thần ơi, tiếng rồi là tiếng. Nó bốc mùi rồi bà đổ đi bà, đừng ăn nữa. Đổ phải không? Dạ, đổ đi. Đổ rồi đổ. Bà mang cái đấy bà đổ đi. Ừ. Ui, đây đã buộc lại xong bỏ đi. Ừ. Rồi còn xem cái gì lên cái tủ đây nữa. Ừ, bỏ. Rồi bây giờ xem. Bỏ đi, bỏ con coi luôn đi, để hồi cô Tư lấy con ăn nữa. Bỏ con coi đi. Không. Chút đi rửa. Chút đi rửa hả? Rồi cái này để mở cái này cho con coi nè. Thì nếu bỏ thì bỏ. Mà mở cái này cho con coi nè. Cái gì? Mở cái hộp để con coi cái gì. Cái này ở đâu vậy? Cái hộp này chả. Chả hả? Lấy cái gì? Lấy cái tô đổ ra xem nó có giòi ở trong không? Nồi nè. Cái tô đây nè bà Tư. Cái tô để nè mà ăn cơm. Ơi, cái này đã. Tao lại mày. Ôi, nó thúi. Mày nó không có lụm ha, giấu ha, bỏ vô cái tủ. Giấu không nổi mày. Lấy hai cái nồi ra đổ ra con xem nào. Ừ. Trong này mình thấy còn một cái. Thì nên cho nó coi hà mà nó không đổ. Đây đây, còn một cái bịch này không biết là bịch gì này. Nước nó chảy vòng vòng kìa. Mở ra coi. Thực sự là mình chịu không nổi rồi. Bỏ cái gì? Anh mở ra đi. Thôi. Rồi cái bịch này dồi nữa, cô dục hai cái này con đi. Lên. Đấy cái bịch đó đó, cô mở ra coi. Thì cái bịch này nè. Cái này mấy cái kia là một, đúng không? Cái này là có một hà. Cái này nữa là hết trơn rồi. Rồi. Là một á. Cái này cái này cô đổ ra cho con coi nào, cô đổ ra cho con coi nào. Cái nè. Cô ý là cô lấy cái gì cô đổ ra á? Cô bỏ đi. Cái ca. Dạ lấy một cái nồi đổ ra đi. Lấy một cái nồi ra đổ ra đổ xem. Nào? Đổ ra cái nồi, đổ hai cái này ra cái nồi xem nếu còn được thì mình đun lại. Không được đâu bỏ đi. Cái hai thằng khùng hay vậy trời. Ba hồi biểu bỏ ba hồi đổ nồi. Đây này, giờ cái này cái này nè cô Tư, cái này thì đổ vô nồi này. Cái này thì đổ vô nồi là phải rồi. Còn cái kia hai cái kia giục đi. Bỏ đi thứ hai. Trời ơi trời, sao cô mệt, hai thằng này thiệt trình luôn trời. Ý là còn nói là cái chả này này thì đổ vô cái nồi. Còn hai cái kia thì mình mang giục luôn. Giục luôn, con mới dám ăn chứ cứ ăn. Ừ. Coi được. Thì mày biết tao đổ thì tao đổ, còn cái đó thì để ăn. Dạ. Cho mày tao đổ luôn nữa. Hết rồi đấy, hết rồi, con lấy ra hết rồi. Rồi, đó, còn nhiêu? Dạ. Thì mày thấy còn nhiêu? Rồi rồi. Rồi nó bò hai cái bịch này cô cột lâu lắm rồi nè, cái này nửa tháng quá giấu trong đó. Cái gì đâu nghẹt tao lắm. 3 tháng rồi. 3 tháng hả? Mới có 3 tháng. Rồi cô lấy cái gì cô đổ cái này vào. Rồi. Ôi cô Tư ơi. Cho nửa tháng gì? Cô Tư. Cô lấy cái gì cô đổ cái này vào nồi đi. Đổ cái nồi, lấy cái nồi. Cái chả con thấy nó còn mới kìa, nó chưa hôi á. Cái chả thì chưa hôi, còn cái ca này nó hôi rồi. Cái ca này nó hôi trơn rồi, cô dùng con. Thì 3 tháng rồi. 3 tháng. Lại mày. Cái bịch kia là mở ra cái là chạy luôn. Bịch này mở ra cái là rồi rồi nó thúi. Ở nè, con này nè, để tiền nè. Có tiền này con cho nè. Cô Tư bỏ đâu rồi? Cái gì? Tiền nãy con cho bỏ đâu rồi? Nè. Bỏ trong đó rồi đúng không? À. Đây nè, bỏ vô đây nè. Vừa mày sao hả? Sao kêu vô lấy cái nồi để bỏ đồ này ra mà không lấy? Có cả đầu cá hả?
Cái gì? Cái này có cái đầu cá này. Thì đầu cá, với chả. Rồi đổ ra, đổ ra cho con coi ở dưới nó có bị gì không? Ờ, để đổ ra. Dạ. Đấy, cắt tiền á. Nè, hai cái kia cô Tư dục đi nha. Còn cái này thì... Được. Nữa trời ơi trời, hết thằng này ói tới thằng này ói nữa trời ơi, tao nói. Tao Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếng hiền á hiền, còn nghiệp tao hiền, mày đừng ói hiền, đừng ói cái chân chỗ này giùm tao hiền. Mày với thằng Quang Phạm tàn là gì? Cô giục con đi. Ờ, để đây đi, để đây đi, chút xíu tao lộn. Có giục không hay là để tối lại lấy ra ăn? Giục đi nha. Hứa nha. Ừ, rồi cái này để lại. Tôi đổ mà nó nói không trốn vô đem vô ăn. Ừ. Cái nó đấm mày quá đây, trời. Lấy cái gì đổ này ra cho con cái. Tao đấm mày một cái. Lấy cái nồi ra đổ cái này ra. Ừ. Thôi. Ăn uống cái này mà không bệnh chết thì cũng lạ. Rồi bây giờ đổ cái này ra này. Đổ cái chả này ra này. Kiến chảy gầm gầm. Cái đó là giờ kho lại đúng không? Cái này là cô lấy hồi nào đây? Mới lượm 2-3 bữa dài. Mới lượm 2-3 bữa đấy hả? Ờ, lượm rồi, đâu? Có con dòi nào không? Tôm luôn. Ôi dòi này, con dòi bự này. Dưới con tôm á, cô mở con tôm ra, lấy con tôm ra đấy. Đấy, nó dòi nó mò đó. Thấy không? Thôi dục luôn đi cô Tư ơi. Không. Sao vậy? Đang cho con ăn được miếng dục. Dục đi, nó có dòi rồi. Dục nè. Nó có dòi rồi. Đây này, con thấy con, cô thấy con dòi không? Dòi đâu? Đó, nó là mò lồng ngồm á. Cũng thích khó nè. Đây này, cô bay bươi cái chỗ này ra, bươi cái ở giữa ra. Đây nè. Đó, dòi đó, đấy thấy không? Có con dòi nào đâu? Ừ, có không? Ừ. Nè, giờ mi có không? Tao đấm hai thằng mi bây giờ, ra luôn nó lộn. Rồi, dòi quá trời này, cô nói không có dòi. Canh nè. Trời ơi, tao lại hai thằng mi nhìn tao để tao nấu cơm tao ăn. Trời ơi, dục mày đi cô Tư ơi. Mày muốn ăn thì tao nấu cho mày ăn. Trời, cô nấu cái này con không dám ăn rồi. Cái này nó có dòi sao con dám ăn? Dạ là để cái này ăn đúng không? Để cái này tao ăn. Bây giờ muốn nấu nhiều. Con thấy có dòi rồi. Bây giờ ăn muốn ăn nhiều. Nấu một lon thôi, Thì nấu một lon. Nấu nửa keo này. Dạ. Vậy tao ăn. Dạ. Chứ không lẽ hộp cơm nhịn đói à, nhịn đói từ đây tới chạm vàng hả? Rồi rồi, bây giờ con Tư nấu không? Đi. Rồi cô Tư nấu đi. Nhưng mà đặc biệt là bỏ hai đèn con nha, bỏ liền. Thì bỏ hai cái này, thì chút nữa bỏ, chút nữa đem vô dừa. Chút nữa. Tội nghiệp tao quá trời đi. Ờ, chút nữa rồi. Rồi bây giờ vo gạo nấu cơm. Ừ. Này cái này bây giờ con thấy có con lấy con vỏ mi lắm rồi. Nó chui trong cái tôm. Cái nào quẹt này nó không vô nấu cơm, này đường. Ôi mà nó ói hoài trời đất ơi. Cô quen rồi, bọn con nay nhìn thấy tao lại hai thằng bay thật. Lấy cái đũa hay cái gì gãy cái này, con vừa thấy giỏi đây này. Trong này là cô nói là 3-4 ngày rồi, cô đi lượm 3-4 ngày rồi này. Trời, cái này biết để trong tủ nữa. Ừ. Để trong tủ dự trữ. Thấy mấy con tôm nó chảy ngòn chảy rồi đấy. Đây này, bò đang mò đó. Bây giờ mày muốn đổ đem xuống sông đổ đi. Ừ, đúng rồi, để nó cầm cầm đổ cái ca này là hai thằng bay thượng trong 100 mà nữa. Vậy? Hai cái ca đấy giúp đi. Hai cái ca này giúp thượng 100 mà nữa. Lấy bỏ ra ngoài đi xong để mang đi giục luôn. Chứ để tí bà lấy bà về bàn đấy, mất công. Ừ, để cô ăn nữa đó. Bỏ buộc cột nó lại xong rồi để giục luôn đi. Cầm đem mình giục luôn. Ừ. Vậy là cái này đền 100 đúng không? Ừ, hai cái 1 ca luôn 100, đưa 100 nó đi. Vậy là cái ca, hai ca này 100. Ờ, đưa đây đi Hiền. Đưa đây đi Hiền, đưa đây. Dục đi. Rồi bây giờ cô quay. Cái này là dục đi sao tốt cho sức khỏe của bà chứ. Bây giờ nè. Hiện chút nữa đâu dục. Bây giờ cô mở ở đây con coi con dục luôn à, con trả cô 100. Cho người ta coi. Thì mở coi rồi đó. Bây giờ mở cái nữa con cho cả nhà xem đi, ăn con sắc khác thật làm chứng. Nè. Chưa cái kia chưa mở, lại con mở đi. Mở cái nào? Mở hai bịch ra. Đây nè, mở hai bịch ra nè. Lý do làm sao mà mình phải mở. Nè, đó. Đó, cả nhà thấy nè. Ừ. Bịch này nữa, cái bịch này có dò nè, con mở. Ờ, giờ con sao? Con đi nè, cái này nè. Nè, dục ca luôn hay gì đó, mày muốn dục ca thì dục đi đó. Coi đi, dòm đi, rồi trả 100. Em dục 2 ca xong luôn đi. Trả 100, đưa đây. Okay. Đưa 100 đây. Đưa 100 đây. Con đưa con 100 nè, dò nè. Ờ, dò đâu? Rồi nó mò lúc chút. Có mấy
con dắt nhỏ 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 xíu hà. Con dồi sao là con dắt cái này là con dồi dắt gì? Thì con dồi có chút xíu cái này là để vậy chứ có nếu mà đổ ra là mình chạy luôn đó. Rồi bây giờ muốn dục 2k thì dục 2k đương cho anh đây. Muốn dục 2k đương cho anh đây. Mua 2 cái ca đó đem dục 2k xong đi giờ đương trăm. Rồi con đùm nó vào cái bịch tí con sách gì mang con dục luôn. Đem xong dục cũng đi cho 2k cho bay luôn. Đưa 2k cho bay luôn. Rồi có gạo cô nữa, có gạo đi. Phật, có lý rồi đó. Có lý rồi đó. Bữa nay có được 300 ngàn đó, có lý rồi đó. Có lý rồi đó. Này có rồi tiền đó. Này có đúng không? Bữa trước cái nồi cô cái kia ở đâu đến nổi. Kinh khủng thật. Này, hai cái này bây giờ ở dưới là bọ, quá trời bọ luôn. Nhúng nhúc nhúc. Rồi đó, giờ đi nấu cơm. Lấy dao vào gọt mí nấu cơm. Gọt hai đó. Ừ, rồi đó. Để kia vô luôn, để cái bọc này vô luôn. Bọc nào? Bọc này bỏ trong đó cột luôn. Bọc cột bỏ này vô luôn đây hả? Dạ. Cột luôn. Rồi. Một hồi là mình đi về là cô lấy ra mình đâu có biết. Rồi nè, xách xem đánh xong dục luôn đi. Dục ca luôn. Dục ca đền 100 ngàn. Rồi giao vào gạo này. Không có lấy lại nha, không có đòi lại nha, hai thằng mấy không có đòi nha. Rồi đổ gạo cho nấu cơm. Cho cơm hết mà nội gì. Kia thì chả thì nó cũng còn. Đó chả gì đó. Rồi không ăn nó nấu nhiêu nè, đó. Nhiêu ăn tới chiều đó. Nói là phải làm liền cả nhà ơi. Đó chắc đi đi. Đi dục thì không có là bà tí bà. Để còn dục luôn. Có vo không bà? Cái gì? Vo gạo không? Có gạo không à? Vo gạo đi. Chờ một chút đi, để gọt bướm mướp cái hả? Vô luôn. Đồ thứ là bỏ hết rồi trong bịch xong bắt đầu là... có dao gọt mướp đàng hoàng đấy chứ. Bà ăn được vậy mà bà vẫn khỏe ha. Cái nồi này con thấy cũng nguy hiểm quá. Bà cho con mượn cái thìa ấy. Trong này con thấy nãy thấy rất giỏi luôn. Giỏi đâu? Đây đây con chỉ cho. Giỏi đâu? Có mấy con giỏi nó vừa mò đây này. Giỏi đâu? Ba cái chả. Ba chả 4 ngày. Có mấy con giỏi. Có ăn giỏi không? Đó giờ mình coi có ăn giỏi nào có, không? Mấy con nhìn thấy mà. Giỏi đâu? Rồi đâu? Có cái gì để so để đổi nó qua không? Đây. Trời ơi, tôi mệt nó quá trời. Rồi, mệt đi em nội ơi. Thịt gà. Đây đây này, rồi đây này. Từ nha. Đây này, chỗ này này. Rồi đâu? Đây đây đây. Nó chui trong đây này. Rồi đâu? Đây này đấy, bà thấy không? Đấy, bà bấm cái đầu ra, bấm cái đầu ra. Cái miếng nó có bỏ đi. Cái miếng nó có bỏ đi. Đúng rồi, miếng này có con giòi trong á. Rồi, dục thì dục. Đó rồi. Rồi, lưu con tìm nha. Hết trơn rồi nè, thấy chưa? Nhưng mà bà lui đi con tìm nha. Tìm đi. Cứ việc tìm con. Giờ bà vo gạo đi. Trời ơi trời, cứ liếm liếm luôn. Vô đây đây. Ui. Trời cứ bóc cái đó cứ dùng mà cứ liếm. Con giòi này thấy không? Ê, làm gì vậy? Bỏ ê, dùng cái con gạch luôn. Dục. Dục đi con. Ủa sao kỳ trời. Dục đi. Kỳ trời. Dục con thịt đó đi trời. Tí đừng nhặt lại nha. Con rửa tay nha, con đi con liếm cái tay cô. Nếm. Trời ơi, trong mệt nó quá trời. Rửa tay con đi, trời ơi, tôi ơi. Rồi, xong. Rồi, xong nấu cơm. Nấu cơm. Nhưng mà nên dục luôn đi. Bữa ăn này thì sao rồi, cô dám ăn với cô thôi. Vo gạo nấu cơm trước đi cô Tư. Nó bươi làm sao mà nó sóc làm sao mà cũng thịt của tôi mà thành da thịt thành kho. Thành ra có giỏi á, nó bươi làm sao mà thành ra có giỏi hả? Nó bươi làm sao mà hay thịt trời. Đây con tìm, con tìm còn có nữa. Đó. Hay thịt trời, giỏi 500 cục thịt đó. Hay thịt trời đó. Nó bươi làm sao mà tự nhiên, đây con đó này. Này ngay con tôm này, thấy không? Đó, đúng rồi. Trời, giờ cứ bóc con dục ra ngoài, không bóc, bỏ con tôm ấy luôn đi. Thắt con tôm ra ngoài nổi tiếng. Thôi. Trời ơi, trời. Bà đang tiếc. Trong này nó còn nhiều lắm, nhưng mà cái điều là do là... Đây nè, con tôm nè, có con nào đâu. Chứ là mệt mày quá tiếc. Đúng quên thiệt. Nè, cái tôi chuẩn bị nấu ăn nè. Trong này còn nhiều lắm này. Cô Tư ơi. Ơi. Nó một trái thôi cô Tư ạ.
nấu hai trái. Mướp này ở đâu rồi cô Tư? Mướp này mua. Mua hả? Bao nhiêu tiền? 10.000. 10.000 hả? Ừ. Rẻ quá ha. Ừ. Rồi trong cái bịch này là cái gì đây? Bột ngọt. Bột ngọt các thứ hả? Ừ. Ừ. Trời ơi trời. Trước mặt nấu các nhiều bạn đây cơm chính là cô Tư. Để đó hầu nữa ăn. Năm nay 65 tuổi. Và cô sống ở một mình ở trong một cái căn nhà mà chất đầy rác cũng như ve chai đó các bạn. Đó, cho các bạn coi xung quanh đây. Và hiện tại bây giờ cô Tư đã chuẩn bị nấu cơm. Mà trong khi đó thì cái đồ ăn này cô Tư đi kiếm ở đâu về là 3-4 ngày nay rồi. Mà bên trong cái thau đồ ăn này các bạn thì có khá là nhiều những con giòi. Nó sống lâu ngày ở trong cái nồi đồ ăn của cô Tư. Thì bên trong nhà của cô Tư thì chất cũng khá là nhiều những cái chai lọ cũng như rác ở trong đây. Mình sẽ cho mọi người coi. Cô Tư ơi! Ơi! Cho con nhìn mặt cái nào. À, cô Tư. Bây giờ mình sẽ cho mọi người xem ở trong nhà cô Tư này. À. Chai lọ thì cô Tư đi lấy về là chất đầy nước ở trong. À. Rồi đây là trong nhà của cô Tư này các bạn. Đây là khu vực bếp. Trong nhà thì chất khá là nhiều đồ. Như các bạn nhìn thấy thì cô Tư chui lên trên đó để ngủ các bạn. Chui lên chỗ cái lỗ đó. Ngủ ở trên đó. Và thắp cả đèn cày luôn. Thì mình rất chi là sợ lỡ may cô Tư làm đổ đèn hay như thế nào thì nó sẽ cháy. Và trong khi đó thì cô Tư không có chịu hợp tác để cho mọi người dọn. Hay là chính quyền địa phương có tới đây rồi thì cô Tư cũng không chịu luôn. Cô Tư đi hàng ngày đi xách nước đổ vào cái mấy cái lu, mấy cái thùng phi. Giờ bỏ cái đồ ăn này đi được không cô Tư? Bỏ cái nồi này đi được không? Bỏ cái này đi phải không? Cái nồi đồ ăn này này. Đưa 200 đây. Ừ, cô Tư cũng biết kinh doanh gớm hả? Ờ, đưa 200 đây. Ở đây là đã mua hai hũ. Tao bỏ ha, cái nồi này luôn đưa 200 đây. Ừ. Đưa 200 nữa ở đi. Đây là đằng đấy là đã mua hai hũ 100 rồi. Ờ, mới cho 200 rồi. Ờ, vậy 200, nồi này lấy, 200. Lấy con cho cô Tư rồi đó. Nồi này ra ăn được. Ăn được á hả? Ừ. Nó có giỏi là sao cô Tư ăn, con sợ là cô Tư bị bệnh nhá. Đây này, tao hâm lên hồi nữa tao ăn, tao ăn cho mày coi luôn. À, hâm lên ăn luôn. Ờ, ôi, hâm rồi ăn luôn. Thôi đổ đi. Còn cái đó đổ đi đưa 200 đây. Đổ đưa thì đưa 200. Ừ. Thằng đấy mình đã mua hai hũ rồi các bạn. Hai hũ nè. Anh ấy là mua hai hũ là 100.000 rồi. Hai hũ là 100. Rồi mấy con cho cô 200 nữa. Ờ, cho 200 nữa đi. 200 lần nãy đó là mua cái này đó. Không được. Sao vậy? Không chịu. Không chịu quá hả? Tại vì mày cho 200. Ừ. Mày biểu nấu cơm mà nấu cơm đi cho mẹ ăn. Thế bây giờ không ăn cơm mà đổ này đi được không? Không. Anh biết biểu đổ hồi này chỉ đưa 200. Cô Tư cũng biết tranh thủ và kiếm tiền không ha. Vậy sao? Anh biểu biểu đổ, người ta nói ăn được ha. À, ăn được. Rồi, đang ăn được. Có nghĩa là bây giờ nếu mà đổ cái nồi này nữa là phải mua cô Tư 200. À, 200 ngàn. Thằng đấy là đổ hai cái hũ kia là cô Tư lấy 100. Vừa ca vừa đồ luôn hiện. Là 100. À, còn bây giờ đổ cái này đi. Đổ này thì 200. Cái này có cái gì là một có một hũ mà không phải đổ ca chỉ đổ đồ ăn không đâu. Có đổ lại, ca. Đổ lại cái nồi. Mà anh ta ăn được. À, có nghĩa là bà nói bà đang ăn được mà nếu mà đổ là 200. Ừ, cô ăn được. Bây giờ con biểu đổ thì đưa 200. À. Đổ liền. Cô cũng biết tranh thủ lắm ha. Tranh thủ gì? Tranh thủ kiếm tiền. Nam mô Di Đà Phật. Ai biểu mày biết đổ. Con sợ. Mày miếng để gì ăn thì tao không lấy tiền mày. Con sợ ảnh hưởng đến sức khỏe bà thôi. Không. Không hả? Ừ. Ừ. Nó ăn được thì ăn được. Rồi quá trời. Phải cái hốc đem đồ ăn ra thì mày theo đổ. Ừ. Hai cái ca nó sao mày. Ý là bà giấu đi mà bọn con không biết là bà ăn đúng không? Ừ. Đó người ta nói cho hâm ta lại cho ăn được. À, do bà mà nó có giòi. Có con, không có ca. Vừa đổ hai cái ca đó tao nói bây giờ mày muốn đổ hai cái ca đó mày đưa 100. Mày muốn đổ cái nồi này nữa là đưa 100. Dạ. À, lúc trước thì bà cũng có chồng, cũng có gia đình, cũng có hai người con các bạn. Thì chồng thì do là ngoại tình cũng như đi lấy người khác và hai người con của bà thì không may thì qua đời. Thì từ đó bà gặp một cái cú sốc khá là lớn cho nên là bà mới sống cái cảnh này là mấy chục năm nay. Được 30 năm chưa bà Tư? Trên 30 năm rồi là gần 40 năm nay là bà Tư sống cái cảnh này các bạn. Thì nhìn bà cũng khá là thương nhưng mà không có cách nào để cho bà cải thiện được cái chỗ này. Ba mươi mấy năm trời bà đi gom rác, gom ve chai, gom đủ thứ mang về nhà đây. Và ăn uống như thế này đấy các bạn. Nước thì dùng nước mương. Ăn uống thì những cái đồ người ta bỏ trong thùng rác ấy, mang về cũng nấu để ăn luôn, cũng lấy để ăn luôn. Thì nhìn bà khá là tội và thương các bạn. Thôi thì hôm nay mình ghé thăm bà Tư cũng như chia sẻ với cái cuộc sống bà Tư cho tất cả quý vị và các bạn cùng biết.
này cũng khá là nhiều người tới để ý định là cũng muốn dọn cái này cho bà Tư, nhưng bà Tư không chịu. Thôi bây giờ mình cũng xin dừng kết thúc video đây các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong cái clip sau nha.